Xin chào mọi người ha. Hôm nay thì mình giới thiệu đến mọi người laptop Dell Latitude 7275 mọi người. 7275 này thì khách cũng hỏi mình nhiều. Nhưng mà thật sự khuya hôm nay mình soạn cái 7275 này là những cái con nó bị lỗi. Hàng nhập về thì một lô làm 4 50 con như vậy, nhưng bây giờ thì hết rồi. Hết hàng rồi, còn một vài con là nó có lỗi nhẹ và mình sẽ báo giá mọi người tùy theo cái tình trạng lỗi mọi người vẫn sử dụng được, mình sử dụng theo dạy diện chữa cháy rẻ tiền ha mọi người ha. Thì cái con 7275 đầu tiên này mình sẽ giới thiệu, nó cũng cái cấu hình nó như vậy thôi, cũng là Dell Latitude 7275 nè, con M5, chip con M5 đó mọi người. Con M là nằm trong những cái tầm tablet đó mình hay nói đó, RAM 8 GB và SSD là 256 GB. Màn hình này á thì đẹp nha, mình không có thấy phản quang hay gì hết trơn á, chỉ có trên cái phần góc này thôi, khi mà trên nền đen thì nó hơi tối nhẹ nhẹ một chút xíu, cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Có một số máy mình bán mình vẫn không có nói nhưng mà bởi vì là giá đã xả rẻ rồi, bán xả cho nên nó là có sao thì nói vậy luôn cho nó khỏe. Rồi độ phân giải màn hình, cảm ứng là thoải mái mượt mà nha mọi người. Máy là rất mượt, 1920x1080 nè. Cái phần này là chuột nè mọi người, chuột ở dưới bàn phím nè là ok ha. Và phím thì hiện tại là mình đang test là ok nè mọi người. Đây, test lại phím đi. Đây nè, mọi thứ là ok hết. Nói chung là mình đã test phím ok hết trơn rồi mọi người. Nhưng mà hả, mọi người biết sao không? Cái vấn đề đó là cái máy này phím với chuột này, cái phím này nè là nó thích nhận thì nhận, nó không thích thì thôi à. Mình cũng không biết khi nào nó muốn nhận, khi nào nó không muốn nhận, cho nên mình sẽ bán theo cái diện là tặng cho mọi người cái này ha, mọi người về nó hên thì nhận, còn không hên thì thôi nha mọi người. Đây là cái tình trạng của nó là như vậy, mình nghĩ là nó có lỏng ở đâu đó nhưng mà mình cũng không biết và mình cũng không có thời gian để mình test nhiều, cho nên mình bán cho mọi người là bán cái tablet không thôi. Cái phần này thì tặng nó cũng có cái ý nghĩa, một á là đôi lúc ví dụ như đây là nhận phím nè, đôi lúc ví dụ như nhận phím sử dụng á, đây là mọi người chuột thì ok nè, và thì bình thường thì không có nói, còn ví dụ như không có ấy thì thứ nhất là mọi người cũng làm được cái gọi là cái giống như là cái ốp lưng bằng vải của cái tablet cũng rất là ok luôn. Máy là kèm sạc nha mọi người, pin này thì nó yếu mọi người, pin này nó chưa được 1 giờ đâu, pin kém nha đó, mình nói tình trạng vậy luôn, pin kém. Còn cái này thì nếu mà mọi người mua về mà sau này nó không có nhận phím thì mọi người có thể là sử dụng phím hoặc chuột Bluetooth đó. Nó có ngõ, hai cái ngõ Type C sấm sét nè. Cái này là cái khay thẻ nhớ nè, SIM hay gì đây mình cũng không có biết nữa. Nói chung là bán tình trạng như vậy đó mọi người, tình trạng đó là máy là hoạt động ok, bàn phím thì vui thì nhận, buồn thì thôi. Đó là như vậy, máy kèm sạc, pin kém và giá cực kỳ rẻ luôn. Xả cho mọi người một phát cái này, giá 2 triệu 2 nha mọi người. Là bởi vì là phím với chuột là mình cũng cảm thấy là như hiện tại là mình thấy đang sử dụng rất là ngon luôn, mình không biết nó lỏng chỗ nào hay như thế nào. Nói chung là mình bán tình trạng như vậy, 2 triệu 2. Máy kèm cục sạc này, zin của Dell, Type-C sấm sét đó, như thế này đó. Tình trạng là cái phần này thì mình tặng như vậy thôi, 2 triệu 2. Ai chốt thì inbox mình ha mọi người, mua hàng thì cọc cho mình 500 ngàn, còn lại thì nhận hàng kiểm tra thanh toán số còn lại cho bưu điện. Bởi vì hàng xả cho nên là mọi người chắc chắn hoặc là khách quen thì mình sẽ ưu tiên lấy trước ha, còn khách lạ thì mọi người cọc tiền, mình không biết là cái khi mà mọi người mua thì như thế nào mình không biết, nhưng mà chắc chắn là ai cũng vậy, phải cọc ít nhất là từ 500 tới 1 triệu thì mình mới gửi hàng mọi người ha. Cảm ơn mọi người nhiều nha.